Chào các bạn, hôm nay nhà Ngọc sẽ nấu cháo vịt xiêm ăn với gỏi bắp cải. Hôm nay chúng ta sẽ đổi vị, luộc bắp cải xếp file cùng với vịt xiêm nha các bạn. Các bạn nhìn xem nè, vịt này là vịt nhà Ngọc nuôi cho nên thịt rất là chắc và mềm và đặc biệt rất là ngon. Bây giờ chúng ta vào bếp nha. Bạn kênh ẩm thực Việt của Ngọc rất vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Lần này Ngọc xin mời các bạn cùng vào bếp với Ngọc để làm món cháo vịt xiêm nha các bạn. Ở đây Ngọc dùng một con vịt xiêm khoảng 1,5 kg ha. Vịt này thì Ngọc mới vừa làm xong, rất là tươi ngon nha các bạn. Phần lòng của vịt nè các bạn. Các bạn thấy không, lá gan đây. Và bây giờ để nấu phần cháo vịt xiêm này thì Ngọc dùng khoảng một chén gạo nha các bạn. Các bạn dùng gạo thơm ha để nấu phần cháo vịt xiêm này. Và để cái phần vịt xiêm này nó nhanh chín thì chúng ta sẽ cắt cái phần chân ra, cắt cái phần đầu ra và để chúng ta sẽ nấu nha các bạn. Chúng ta sẽ cắt như thế này và cả bên đây nữa. Và sau khi cắt phần xong phần vịt này thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một nồi nước để chúng ta nấu phần cháo vịt nha các bạn. Chúng ta sẽ cho lần lượt vịt vào nha các bạn. Và các bạn sẽ cho vào đây một muỗng cà phê muối để ninh cùng với vịt ha. Chúng ta sẽ nấu trước phần vịt này cho nó các bạn sẽ cho hết chín vào. Thì chúng ta sẽ cho gạo vào thì phần vịt và phần cháo nó hòa quyện vào nhau nha. Các bạn sẽ trở vịt và chúng ta sẽ hớt cái phần bọt này chúng để cho nồi cháo chúng ta trong. Và bây giờ vịt của chúng ta bắt đầu gần chín rồi thì các bạn sẽ cho gạo vào nha. Các bạn sẽ cho vào, sau đó chúng ta sẽ mở lửa vừa và chúng ta sẽ xơ nồi cháo này. Các bạn thấy không, vịt chúng ta đang săn chắc và gần chín đây nè, mỡ bên trong cũng đã ra rồi nè các bạn. Thì các bạn sẽ xiên xem vịt chúng ta chín chưa và chúng ta sẽ trở đều nha. Các bạn thấy không, thơm ghê luôn. Và trong thời gian này thì Ngọc sẽ làm bắp cải nha các bạn. Nồi cháo chúng ta đang sôi nè các bạn. Bây giờ chín rồi chúng ta sẽ vớt ra và chúng ta sẽ chuẩn bị làm trộn vào gỏi bắp cải nha các bạn. Các bạn thấy không, rất là ngon. Và đây là phần vịt chúng ta đã vớt ra nè các bạn. Các bạn thấy không, vịt chín mềm thơm ngon chưa? Đặc biệt là lớp da rất là vàng và mỡ óng ánh bên trong, bên ngoài phủ một lớp vàng vàng nè các bạn. Và phần gỏi này thì chúng ta sẽ xé phai ra. Hôm nay chúng ta sẽ đổi vị ha, chúng ta sẽ xé thành từng miếng vừa ăn. Sau đó các bạn sẽ vắt bỏ phần nước đi và chúng ta sẽ trộn gỏi với nước mắm nha. Video lần trước Ngọc cũng đã chia sẻ với các bạn cách làm gỏi rồi, nên video lần này Ngọc sẽ không chia sẻ lại cách làm nước mắm nha các bạn. Chúng ta dùng khoảng 3 muỗng canh nước mắm, tỏi ớt chúng ta cho vào. Sau đó các bạn sẽ trộn đều, các bạn có thể cho rau răm hoặc quế vào tùy thích ha. Chúng ta sẽ trộn đều và chúng ta sẽ đi chặt phần vịt này để chúng ta cho ra dĩa nha các bạn. Các bạn ơi, vịt của chúng ta đã hoàn thành rồi nè các bạn. Các bạn thấy không, đã lên trên là cái lớp thịt mà Ngọc đã dùng để gói gỏi lá cách. Còn bên dưới là đùi và các phần lòng của nó này các bạn. Và bây giờ Ngọc xin mời các bạn cùng thưởng thức nha. Các bạn thấy không, cái đùi đây, nhất là cái đùi. Cái đùi này các bạn chấm với mắm gừng rất là ngon. Và bây giờ Ngọc xin mời các bạn cùng thưởng thức nào. Nhìn ngon chưa? Và Ngọc hy vọng rằng sau video này các bạn sẽ làm cho gia đình mình một món cháo vịt thật là ngon cho buổi chiều nha các bạn. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn nha.